Các em học sinh đã đến với giờ học ngữ văn ngày hôm nay. Các em thân mến, có thể nói tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê đã khép lại phần văn học Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần văn học nước ngoài. Mở đầu cho phần văn học nước ngoài, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu tiết 124-125 văn bản Bố của Simon của tác giả Guy de Maupassant. Các em lấy vở ra ghi bài cho cô. Tiết 124-125 Bố của Simon. Chúng ta cùng nhau đi vào phần 1 La Mã là tìm hiểu chung. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những nét chính về tác giả. Như vậy, dựa vào chú thích trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ nắm cho cô những nét chính về tác giả như sau. Guy de Maupassant, ông sinh năm 1850 và mất năm 1893, là một nhà văn hiện thực Pháp nổi tiếng trong lĩnh vực truyện ngắn. Các tác phẩm của ông thường phản ánh sâu sắc nhiều phương diện của xã hội Pháp nửa cuối thế kỷ 19. Và phần 2 là phần tác phẩm được in trong tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ 19. Và đoạn trích Bố của Simon mà hôm nay chúng ta tìm hiểu nằm ở phần giữa của truyện. Đó là những cái nét chính cơ bản về tác giả tác phẩm mà các em cần phải nắm cho cô. Chúng ta sang phần tiếp theo. Ba nhỏ là bố cục. Văn bản này hơi dài, các em sẽ đọc trong sách giáo khoa và theo dõi trong sách giáo khoa trong suốt quá trình mà chúng ta đi vào tìm hiểu. Phần bố cục em đánh dấu vào trong sách giáo khoa cho cô. Bố cục gồm có 4 phần. Phần 1, từ đầu cho đến khóc hoài. Phần này nói về tâm trạng tuyệt vọng của Simon vì không có bố. Phần 2 là phần tiếp theo cho đến một ông bố. Phần này nói về Simon gặp bác Philip ở bờ sông. Phần 3 là phần tiếp theo cho đến đi rất nhanh. Phần này nói về việc bác Philip đưa Simon về nhà. Phần thứ 4 là phần còn lại, nói về việc ngày hôm sau ở trường của Simon. Sau khi đã đánh dấu xong, chia phần xong về bố cục, chúng ta sẽ đi vào phần đọc và tóm tắt văn bản. Phần đọc thì các em sẽ tự đọc trong sách giáo khoa. Phần tóm tắt văn bản thì dựa vào cái phần văn bản mà chúng ta đọc trong sách giáo khoa, chúng ta có thể tóm tắt cho cô những cái ý chính cơ bản như sau. Cậu bé Simon khoảng 7-8 tuổi, lần đầu tiên đến trường, bị lũ bạn chế giễu vì không có bố. Simon vô cùng đau khổ. Em ra bờ sông định nhảy xuống sông cho chết đuối, nhưng cảnh đẹp ở bờ sông làm em tạm quên nỗi đau. Rồi em nghĩ đến nhà, nghĩ đến mẹ, em lại khóc. Ở đây em gặp một bác thợ rèn tên là Philip. Bác đã an ủi và đưa em về nhà. Simon đề nghị bác Philip làm bố của em. Được bác nhận lời, em rất vui mừng. Ngày hôm sau đến trường, lũ bạn xấu lại giễu cợt, nhưng Simon đã chống lại chúng và em tự tin rằng mình có bố thật. Đó chính là nội dung chính của văn bản mà cô đã tóm tắt. Phần này các em cần phải nắm vững cho cô. Chúng ta sang phần 2 La Mã là tìm hiểu văn bản. Với văn bản này, cô không phân tích theo cái bố cục 4 phần đã chia, mà cô phân tích theo tuyến nhân vật. Như vậy ở văn bản này có 3 nhân vật. Thứ nhất là nhân vật Simon. Thứ hai là nhân vật chị Blanchot, mẹ của Simon. Và thứ ba là nhân vật bác Philip. Như vậy chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nhân vật thứ nhất, đó là nhân vật Simon. A nhỏ là hoàn cảnh. Nhân vật Simon
được giới thiệu như thế nào? Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu ha. Hoàn cảnh thì Simon đó là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, không? Da xanh xao nè, có vẻ nhút nhát và đặc biệt là không có bố. Chính vì vậy mà em bị bạn bè trêu chọc, thậm chí là đánh. Như vậy hoàn cảnh của em rất là đáng thương, rất là đau khổ. Em muốn xuống sông cho chết đuối. Rồi cái diễn biến tâm trạng của Simon như thế nào? Chúng ta đi vào tìm hiểu. Thứ nhất là tâm trạng của Simon khi ở bờ sông. Simon lang thang ra bờ sông, chỉ muốn chết cho xong để thoát khỏi cái sự trêu chọc ác ý của lũ bạn cùng lớp. Cái tâm trạng buồn bực của Simon như vụt qua khi em thấy cảnh vật thiên nhiên thật là tươi đẹp. Mặt trời thì ấm áp, ánh nắng êm đềm, mặt nước thì lấp lánh, rồi chú nhái màu xanh lục làm em nhớ đến đồ chơi ở nhà, vân vân. Như vậy cảnh đẹp bên bờ sông đã khiến Simon cảm thấy dễ chịu, khoan khoái và quên đi những cái chuyện đau buồn. Tuy nhiên chợt nhớ đến nhà, đến mẹ, nỗi khổ tâm lại trở về và em lại khóc. Khi thấy chú nhái màu xanh lục làm em nhớ đến đồ chơi của mình ở nhà, chính điều đó đã kéo em trở về với thực tại, làm em nghĩ đến nhà, nghĩ đến mẹ, rồi em lại khóc. Nỗi buồn lại kéo đến, làm người em rung lên. Tâm trạng buồn rầu của em trào ra theo những giọt nước mắt. Người em rung lên, những cơn nức nở lại kéo đến, dồn dập, xốn sang, choáng ngợp lấy em. Simon buồn quá, nên đã tuyệt vọng, đau khổ khi ở bờ sông. Đó là cái tâm trạng tuyệt vọng, đau khổ. Đây là cái hình ảnh chúng ta thấy là Simon ở giữa, không, tay ôm mặt khóc, và các bạn thì xung quanh thì đang bao vây và trêu chọc, không có bố, không có bố. Và điều đó dẫn đến là cái tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, và Simon có ý định ra bờ sông tự tử. Và cũng tại bờ sông này thì Simon đã gặp được bác Philip. Khi gặp bác Philip, buồn quá nên Simon đã bộc lộ với bác, không? Đã khóc, mắt thì đẫm lệ, giọng nói thì nghẹn ngào, lời nói thì đứt quãng. Nỗi đau không có bố đã ám ảnh khắc sâu vào lòng một cái đứa trẻ mới 7-8 tuổi, thật là tội nghiệp. Đã vậy lũ bạn còn khoét sâu vào cái nỗi đau của em. Cái tâm trạng của Simon là thể hiện qua cái lời nói lặp đi lặp lại, nói một cách khó khăn giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Cháu không có bố, chúng nó đánh cháu vì cháu không có bố, không có bố. Đấy, các em thấy, thậm chí có những lúc Simon không thể cất lên thành lời vì nỗi đau đã làm nghẹn ứ cổ họng và thắt chặt cái trái tim của em. Simon đã khóc rất nhiều lần em. Em khóc suốt trên đường vì bị lũ bạn trêu chọc. Rồi cái tâm trạng của em thật là buồn tủi và xấu hổ và bất lực trước cái hoàn cảnh của mình, không thể nào làm khác đi được. Khi trở về nhà, khi được bác Philip đưa về nhà thì em đã nhảy lên ôm cổ mẹ òa khóc, nhắc lại cái ý định tự tử của mình vì không chịu được nỗi nhục không có bố. Em hỏi bác Philip, bác có muốn làm bố của cháu không? Rồi em lại tiếp, nếu bác không muốn, cháu sẽ quay trở ra sông và lại nhảy xuống. Như vậy chúng ta thấy rằng Simon không để cho bác Philip kịp trả lời. Và em đã nói tiếp, cái
cái lời nói, cái câu hỏi đó thể hiện cái sự khát khao có bố nhất định phải thực hiện được. À. Và khi được bác Philip nhận lời thì cái tâm trạng của em đã khuây khỏa, sung sướng, hạnh phúc và em hết buồn. Từ đó chúng ta thấy được cái tình cảnh của Simon thật là đáng thương. Một trái tim non nớt của em bị tổn thương ghê gớm. Mới 7-8 tuổi mà em đã mang nặng một cái nỗi buồn về thân phận mình, không có tình thương của người cha. Và đã có lúc nỗi đau, cái sự cô đơn tuổi hổ đã đẩy em đến một cái ý nghĩ hết sức dại dột, đó là tự tử. Chính cái hoàn cảnh, cái nỗi đau của Simon làm chúng ta xúc động, cảm thông. Và sự vô tình của những cái bạn, những đứa trẻ là bạn của Simon cũng thật là đáng phê phán, đáng lên án. Ngày hôm sau ở trường, khi lũ bạn trêu chọc thì Simon đã quát vào mặt nó những lời như ném một hòn đá. Rồi khi chúng chế giễu, Simon đã không thèm trả lời mà đưa cặp mắt thách thức. Bây giờ Simon đã đủ tự tin, đủ kiêu hãnh vì có bác Philip là bố. Và chính người bố này đã cho em sức mạnh tinh thần để em vượt qua những cái nỗi đau, cái sự mất mát mà em đã gánh chịu. Như vậy, bằng nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật rất là đặc sắc, tác giả Maupassant đã khắc họa thành công nhân vật Simon. Đó là một cậu bé có hoàn cảnh đáng thương, có cá tính nhút nhát, song rất có nghị lực. Chúng ta sang với nhân vật thứ hai, đó là nhân vật chị Blanchot. Về chân dung, chị Blanchot là mẹ của Simon. Được miêu tả đó là một cô gái đẹp nhất vùng. Là một cô gái đẹp nhất vùng. Là người phụ nữ vì nhẹ dạ cả tin nên đã lầm lỡ, khiến Simon trở thành một đứa con không có bố. Chị đã cả tin, lầm lỡ, bị lừa dối nên đã để lại cái vết thương trong lòng chị và sinh ra Simon. Simon không có bố nên mới bị đám bạn học giễu cợt và đánh. Nhưng chị Blanchot vẫn là một người phụ nữ tốt, đức hạnh, đảm đang và yêu con hết mực. Ngôi nhà nhỏ của chị quét vôi trắng, hết sức sạch sẽ, đã nói lên tính cách một phụ nữ ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Chị sống một cuộc sống thanh đạm nhưng rất đứng đắn và nghiêm túc. Và cái bản chất đứng đắn, nghiêm túc của chị thể hiện qua thái độ đối với người khách lạ. Khi bác Philip đưa Simon về cho chị, trước thái độ của chị khiến cho người khách hiểu rằng đó là một người phụ nữ đứng nghiêm nghị trước cửa nhà mình, như muốn cấm đàn ông bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà nơi chị đã bị một kẻ khác lừa dối. Chị Blanchot còn là người ý thức rất rõ về bản thân. Khi nghe con trai kể lại chuyện bị bạn bè đánh vì không có bố, chị đã tê tái đến tận xương tủy. Khi con khóc, diễn biến tâm trạng khi con khóc vì không có bố, thứ nhất là đôi má chị đỏ bừng, ngượng ngùng, cảm giác tê tái, đau đớn, ôm con hôn lấy hôn để, nước mắt tuôn rơi. Chị rất là thương con. Rồi khi con hỏi bác Philip có muốn làm bố của cháu không, thì chị im lặng, chị không thể trả lời con. Rồi hổ thẹn, trong lòng chị cảm thấy hổ thẹn, lặng ngắt và quằn quại, dựa vào tường, hai tay ôm ngực.
Đó là nỗi đau đến tận tim gan của một người mẹ vì quá thương con. Đau đớn vô cùng. Qua những câu văn rất là ngắn diễn tả thái độ, phản ứng, hành động của chị Blanchot, ta thấy chị vừa là một người phụ nữ có đức hạnh, có ý thức cao về bản thân, vừa là một người mẹ yêu con tha thiết. Chúng ta nên cảm thông, chia sẻ với cái nỗi đau của chị. Chị là người phụ nữ đức hạnh, thương con, không may lầm lỡ bị lừa dối, nhưng chị là người đáng thương, đáng được cảm thông và chia sẻ. Chúng ta đến với nhân vật thứ ba là nhân vật bác Philip. Về chân dung, bác Philip được miêu tả đó là một bác thợ rèn, cao lớn nè, bàn tay chắc nịch, râu tóc đen và quăn, rất là khỏe mạnh, nhân từ, tốt bụng, nhìn Si Mông với vẻ nhân hậu. Đây là một người đàn ông khỏe mạnh, nhân từ, phúc hậu. Khi thấy Si Mông buồn phiền, dù lúc đầu chưa quen biết thì bác vẫn cứ ân cần hỏi han, có điều gì làm cháu buồn phiền đến thế cháu ơi? Rồi cái diễn biến tâm trạng, diễn biến tâm trạng của bác khi gặp Si Mông, đặt bàn tay lên vai, âu yếm hỏi, rất là thân thiện, mỉm cười nhìn đầy nhân hậu, với vẻ trìu mến. Rồi khi biết được hoàn cảnh của Si Mông thì lại động viên an ủi, người ta sẽ cho cháu một ông bố. Như vậy chúng ta thấy được cái sự cảm thông và thương mến của bác dành cho Si Mông. Và từ khi gặp Si Mông cho đến khi kết thúc đoạn trích thì bác Philip có nhiều sự thay đổi trong tâm trạng. Khi đưa Si Mông về nhà, trên đường đưa Si Mông về nhà, bác Philip mỉm cười và có ý nghĩ có thể đùa cợt với chị Blanchot. Bác mỉm cười dắt tay em, thái độ gần gũi thân thiện như người cha đối với con. Bác nghĩ về chị Blanchot, có ý xem thường, có thể là đùa cợt. Một tuổi xuân đã lầm lỡ, rất có thể lỡ lầm thêm một lần nữa. Xong, đến khi gặp được chị Blanchot, đối diện với chị Blanchot, thì thái độ cử chỉ của bác Philip đã thay đổi hẳn, e dè, bỏ mũ, ấp úng và xúc động. Đối diện với chị Blanchot trong một ngôi nhà nhỏ gọn gàng ngăn nắp, với thái độ nghiêm nghị của chị, thì bác Philip đã thay đổi hẳn cái ý nghĩ ban đầu. Bác nhận ra rằng không bỡn cợt được với cô gái cao lớn xanh xao đứng nghiêm nghị trước cửa nhà mình. Bác Philip trở nên bị động, mũ cầm tay, bác ấp úng trước mặt người phụ nữ nghiêm túc này. Thay đổi ý nghĩ hẳn, trở nên tôn trọng chị Blanchot và không dám bẩn cợt nữa. Và khi Si Mông đề nghị làm bố, bác có muốn làm bố cháu không? Thì bác đã im lặng, xúc động vì cái quyết định này rất là đột ngột. Sau đó thì bác cười nhận lời, có chứ, bác muốn chứ. Đó là một câu nói nửa đùa nửa thật, nhận lời, không phải là một câu trả lời, đó không phải là một câu trả lời qua loa cho xong chuyện, một câu đùa cợt đối với một đứa bé tội nghiệp, mà nó thực sự xuất phát từ lòng thương cảm, xúc động sâu sắc khi chứng kiến những giọt nước mắt xót xa đau đớn của hai mẹ con Si Mông. Rồi bác nhấc bổng em lên, hôn vào hai má. Lúc này bác Philip đã chuyển sang thương mến bé Si Mông và có tình cảm cảm mến đối với chị Blanchot, một người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh.
Sau đó bác bỏ đi rất nhanh, vì không muốn chị Blanchot khó xử và muốn dành thời gian để chị Blanchot suy nghĩ thêm. Qua đó chúng ta thấy bác Philip là một người lao động, giàu tình cảm, biết cảm thương với nỗi bất hạnh của người khác. Một người nhân hậu giàu tình thương, đã nhận làm bố của Simon, đã cứu sống và đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho Simon. Và đặc biệt, bác Philip là người dũng cảm, dám vượt qua những cái định kiến của xã hội để mang đến cái niềm vui hạnh phúc cho Simon và chị bà Blanchot, một người phụ nữ đã từng lầm lỡ. Đoạn trích bố của Simon đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc, bởi cốt truyện nhẹ nhàng, không có nhiều sự kiện, nhiều tình tiết kịch tính, nhưng câu chuyện làm cho người ta xúc động bởi tình yêu thương giữa con người với con người. Chúng ta đi sang phần 3 La Mã tổng kết về nghệ thuật. Thứ nhất là miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật đặc sắc thông qua cử chỉ, hành động, lời nói. Và tình tiết truyện thì bất ngờ nhưng mà hợp lý. Về nội dung, nhắc nhở về lòng yêu thương bạn bè và rộng ra là lòng yêu thương giữa con người với con người. Cảm thông với nỗi đau hoặc lỡ lầm của người khác. Đó cũng chính là nội dung chính trong phần ghi nhớ sách giáo khoa. Các em đọc ghi nhớ trong sách giáo khoa cho cô. Về nhà, chúng ta sẽ làm một số nội dung luyện tập như sau. Nắm vững nội dung bài học trong phần ghi nhớ, kể tóm tắt được truyện, phát biểu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong truyện. Như vậy, truyện có 3 nhân vật thì các em có thể chọn cái nhân vật nào mà mình yêu thích thì mình cảm nghĩ về nhân vật đó ha. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.